Xin chào mừng các bạn đến với kênh Trường học PowerPoint. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành thiết kế slide trong phần mềm PowerPoint. Bắt đầu thôi nào. Bạn click chuột phải nhé, chọn cho mình là Format Background. Chúng ta sẽ chọn cho mình trong phần Solid Fill này một cái màu nền. Tiếp tục các bạn vào thẻ lệnh Insert, click chọn cho mình trong phần Shape. Chúng ta sẽ chọn một hình. Các bạn click chọn cho mình là hình này nhé. Chúng ta sẽ giữ phím Ctrl cộng Shift để chúng ta vẽ hình. Sau khi xong thì các bạn sẽ kéo cho mình cái điểm nút màu vàng này về phía bên phải. Các bạn vào phần Shape Outline, chúng ta sẽ ấn vào phần No Outline để bỏ đường viền cho đối tượng. Tiếp tục là các bạn vào phần Shape Fill, click chọn cho mình chuyển về màu trắng. Chúng ta sẽ ấn Ctrl C, Ctrl V để chúng ta tạo ra cái đối tượng thứ hai. Các bạn vào phần là Shape Outline, chúng ta sẽ chuyển một cái màu là đường viền thành màu đen. Chúng ta sẽ cho cái màu nhạt hơn màu đen một chút. Tiếp tục là vào phần Shape Fill, các bạn sẽ bỏ cho mình là No Fill, tức là chúng ta sẽ bỏ phần đổ màu đi. Chúng ta chỉ còn có đường viền của đối tượng thôi. Tiếp tục vào phần Shape Outline, trong phần Dash này các bạn sẽ click chọn cho mình một cái đường viền. Tiếp tục là chúng ta giữ phím Ctrl cộng Shift để chúng ta phóng to ra một chút. Các bạn sẽ đặt này vào trong đối tượng này. Tiếp tục là các bạn ấn vào đối tượng này, các bạn ấn Ctrl C, Ctrl V, chúng ta sẽ copy ra thêm một hình. Các bạn vào phần là Shape Fill, chúng ta ấn vào phần là More Fill Color này, chúng ta sẽ chọn một màu sắc. Ở đây mình sẽ chọn là màu xanh. Tiếp tục là các bạn đưa đối tượng này vào bên trong, chúng ta sẽ chuột phải chọn vào phần là Send to Back để đưa đối tượng này xuống bên dưới. Chúng ta sẽ tăng cái màu đậm hơn cho cái đường viền này. Tiếp theo là các bạn vào thẻ Insert, click chọn cho mình trong phần Shape này, chúng ta sẽ vẽ một hình tròn các bạn nhé. Click chọn vào hình tròn, các bạn giữ phím Ctrl cộng Shift để chúng ta vẽ một hình tròn. Chúng ta sẽ đặt đối tượng này vào đây và chúng ta cũng vào phần Shape Outline, No Outline và các bạn vào phần Shape Fill đổi thành màu xanh. Các bạn ấn Ctrl C, Ctrl V. Chúng ta sẽ đổi thêm một hình tròn nữa thành màu trắng và chúng ta sẽ thu nhỏ lại, đặt vào trong của đối tượng này. Sau khi xong thì các bạn click chọn cho mình vào hình màu xanh ở bên dưới, chúng ta sẽ ấn vào phần Shape Effect, chúng ta sẽ chọn trong phần Shadow. Các bạn chọn cho mình một cái đường bóng đổ về phía bên tay trái ở phía bên dưới. Tiếp tục là chúng ta click chọn vào phần Effect. Trong phần Shadow này, chúng ta sẽ tăng cái kích thước cho cái đường bóng đổ hướng vào phía bên trái. Sau đó các bạn sẽ tăng cái độ mờ cho cái đối tượng này thành 20. Trong phần Distance này các bạn tăng cho mình thành 10. Tiếp tục với hình màu trắng này thì chúng ta cũng sẽ vào phần Shape Effect, Shadow, click chọn cho mình một cái điểm bóng. Ta cũng sẽ tăng cái đường bóng của đối tượng này lên. Sau khi xong thì các bạn sẽ vào thẻ Insert, click chọn cho mình trong phần Text Box, chúng ta sẽ viết ra đây một cái chữ. Chúng ta ấn Ctrl B để tăng cái độ dày cho đối tượng là chữ và click chọn vào phần này để chúng ta tiến hành đổi màu cho chữ. Các bạn vào Google, các bạn search cho mình để tạo một cái đoạn văn bản giả. Click chọn vào trang web này thì chúng ta sẽ vào phần là tạo câu nhé các bạn nhé. Click chọn rồi mình ấn tắt. Tiếp tục là chúng ta sẽ copy một đoạn văn bản. Các bạn quay trở lại slide, các bạn ấn Ctrl V. Sau khi xong thì các bạn sẽ click chọn vào phần Insert, các bạn chọn cho mình. Sau khi xong thì các bạn sẽ quét chọn qua các đối tượng này. Chúng ta sẽ chọn toàn bộ các đối tượng mà chúng ta vừa thiết kế. Các bạn chuột phải ấn cho mình là Group. Hoặc các bạn ấn phím tắt là Ctrl G thì chúng ta sẽ gộp nhóm các đối tượng này là một. Tiếp tục là chúng ta đặt đối tượng này vào đây. Các bạn sẽ thu nhỏ đối tượng này cho mình một chút xíu. Chúng ta sẽ ấn là Ctrl C, Ctrl V để nhân đôi thành hai đối tượng. Sau khi xong thì các bạn sẽ quét chọn qua ba đối tượng này. Chúng ta vào phần Format, click chọn phần Align. Chúng ta sẽ căn chỉnh đối tượng này cho nó cân đối. Tiếp tục là chúng ta sẽ căn lên trên. Sau khi xong thì các bạn sẽ tiến hành đổi màu cho các đối tượng nằm ở phía bên trong. Các bạn chỉ việc là click chọn chuột vào phần Shape Fill và phần More Fill Color. Các bạn chọn cho mình một màu sắc. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ phải click chuột để chọn đúng cái đối tượng đang nằm ở bên trong cái phần nhóm mà chúng ta vừa mới gộp xong. Chúng ta phần Shape Fill, More Fill Color. Sau khi xong thì các bạn vào phần Insert, click chọn cho mình trong phần Icon. Chúng ta sẽ chọn ba cái biểu tượng bất kỳ. Insert. Sau khi có ba cái biểu tượng rồi thì các bạn sẽ thu nhỏ một chút, đặt các đối tượng này vào phía bên trong của cái hình tròn này. Tiếp tục là các bạn click chọn vào các biểu tượng trong phần Graphic Fill. Chúng ta sẽ tiến hành đổi màu cho các biểu tượng. Tiếp tục là các bạn quét chọn qua các đối tượng vừa xong. Chúng ta sẽ ấn Ctrl G để chúng ta gộp nhóm các đối tượng làm một. Các bạn vào Google, các bạn search cho mình là World Map Black. Chúng ta sẽ tìm cái hình ảnh dạng bản đồ của thế giới ở phiên bản là PNG, là phiên bản trong suốt các bạn nhé. Đã tách nền, chúng ta ấn sao chép hình ảnh. Tiếp tục vào trong slide, các bạn ấn Ctrl V. Các bạn vào thẻ lệnh Format trong phần Color này, các bạn click chọn cho mình cái màu nhạt. Tiếp tục là các bạn chuột phải chọn Send to Back để đưa đối tượng này nằm xuống bên dưới. Vào thẻ Insert, click chọn cho mình trong phần Text Box. Chúng ta viết tiêu đề cho đối tượng. Chúng ta sẽ tăng cái độ giãn cách cho chữ và tăng size cho chữ lên. Thêm một chút đổ bóng cho chữ, chúng ta sẽ click chọn vào phần là Text Shadow này. Sau khi mà thiết kế xong slide thì các bạn sẽ cần phải chèn vào slide các hiệu ứng animation. Thì các bạn sẽ click chọn vào animation, chúng ta sẽ chọn đối tượng này và chúng ta sẽ chọn một cái hiệu ứng xuất hiện cho đối tượng. Các bạn click chọn cho mình một cái hiệu ứng xuất hiện. Ở đây mình sẽ chọn cái hiệu ứng này. Sau khi xong các bạn sẽ click chọn vào phần Animation Pane. Chúng ta click chọn vào đối tượng thứ hai. Và tiếp tục là Animation Pane để quét cái định dạng mà chúng ta vừa mới cài đặt. Và như vậy là chúng ta đã xong rồi. Các bạn click chọn vào nút F5 trên bàn phím Hoặc các bạn click chọn vào phần là slideshow để chúng ta xem sản phẩm sau khi thiết kế xong. Và như vậy là trong video này mình đã từng bước hướng dẫn các bạn thực hành thiết kế một mẫu infographic trong phần mềm PowerPoint. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy like và subscribe để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.